Rác thải, xác động vật trôi nổi trên mặt kênh thủy lợi, mùi hôi thối luôn quẩn quanh trong không khí, khiến cho cuộc sống của người dân tại khu công nghiệp Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trở nên ngột ngạt, mệt mỏi. Nhiều năm qua, hơn 10 hectare đất khu công nghiệp bị bỏ hoang do có rất ít nhà đầu tư lựa chọn phát triển, đầu tư ở đây. Đất của người dân bị bỏ hoang, biến thành khu tập trung rác thải. Tuyến kênh thủy lợi N1219 chảy qua khu công nghiệp, rác thải, xác động vật chết từ thượng nguồn của thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên phóng uế xuống kênh theo dòng nước chảy về cuối nguồn thuộc khu công nghiệp Trung Thành. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng, người dân khu công nghiệp Trung Thành đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng mong được giải quyết dứt điểm con kênh rác, trả lại môi trường cho dân. Nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thuyên giảm. Ngoài năm, cái khu đồng của chúng tôi mà công ty chưa làm, chúng tôi làm coi nước mương, coi sạch sẽ, chưa đến ra đến tắm rồi giặt. Nước giếng mấy giờ múc nước cạn rồi ra mương, mấy giờ tinh múc giếng khoan, nhục lắm. Thế bây giờ ai dám tắm ở hối, tay chả dám rửa. Thì đưa ở nhà chúng tôi ngay đây, chả biết ở đâu là lợn chết, chó chết, gà chết, các thứ. Trôi đầy cả xuống đây, chả biết này bảo sạch ở đâu. Từ khi triển khai xây dựng khu công nghiệp Trung Thành, hàng trăm mẫu ruộng lúa của dân đã bị thu hồi làm mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng, nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, 10 năm qua, ruộng của họ đã thành bãi hoang, hàng chục hecta đất bỏ cỏ cho trẻ chăn thả châu bò. Không những thế, nơi đây còn trở thành bãi rác công cộng, túi ni lông, chai lọ, thực phẩm thừa, xác chết động vật vứt bừa bãi khắp nơi, bốc mùi hôi thối nhức óc, rồi nhặng bầu kín, mùi xác thối theo gió bay xa cả km. Trên kênh, mặt nước luôn trong tình trạng đen đặc, sủi tăm, bọt, bốc mùi hôi thối. Thêm vào đó, hiện khu công nghiệp Trung Thành chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Bởi vậy, người dân càng hoang mang hơn khi không biết nước thải của nhà máy đang hoạt động tại đây được xử lý như thế nào và xả thải ra đâu. Để xử lý vấn đề này, thì Ủy ban dân thị xã Phổ Yên cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên là đơn vị quản lý cái tuyến kênh này, phối hợp để thực hiện cái thu gom và xử lý rác thải. Theo đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã bố trí 2 đến 3 nhân viên thường xuyên thực hiện công tác vớt rác hàng ngày để vớt rác. Sau trên cơ sở đó thì hợp đồng với hợp tác xã môi trường Trung Thành để thực hiện cái thu gom và chuyển đi xử lý. Thế tình trạng này hiện nay thì do cái kinh phí và số lượng rác tùy theo mùa nhưng mà số lượng rác tương đối lớn. Nhiều lúc là có tình trạng thu gom chưa kịp thời. Việc vớt rác lên nhưng mà chuyển đi xử lý nó chưa kịp thời thì ảnh hưởng đến người dân. Thế trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã tăng cường về mặt nhân lực, về mặt kinh phí, về mặt mật độ cái thời gian vớt rác để làm sao là thường xuyên là vận chuyển khi thu gom vớt rác khỏi từ kênh lên để chuyển đi nơi vào nơi xử lý tại bãi rác xử lý đồng hầm của Minh Đức của thị xã Phổ Yên. Đây là một cái tuyến kênh đang nằm trong phạm vi khu công nghiệp Trung Thành, do cái vấn đề thi công tiến độ chậm, thi công cái hạ tầng kỹ thuật của cái khu công nghiệp chậm dẫn đến là chưa thực hiện cái di chuyển cái tuyến kênh này ra khỏi khu công nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên là thực hiện dứt điểm cái vấn đề thi công hạ tầng, trong đó có việc xây dựng hoàn trả và di chuyển tuyến kênh ra khỏi cái phạm vi khu công nghiệp, đồng thời là cũng phối hợp chặt chẽ với công ty môi trường trách nhiệm hữu hạn môi trường một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên là tăng cường cái kinh phí cũng như nhân lực để thực hiện cái thu gom rác thải thường xuyên. Cùng với đó là chúng tôi cũng tiếp tục là thực hiện làm sao cái công tác tuyên truyền phổ biến và có thể xử lý những trường hợp vi phạm khi mà thiếu ý thức trong vấn đề vứt rác sinh hoạt đến xuống lòng kênh. Với hy vọng khu công nghiệp được đầu tư, người dân có công ăn việc làm ổn định để xây dựng cuộc sống. Nhưng trên thực tế, đến nay người dân nơi đây đã không có đất sản xuất, người chạy chợ, kẻ tha hương, dù ngay trước mắt họ, những tấc đất vàng bỏ cho cỏ mọc và trở thành bãi chứa rác ô nhiễm nặng.